Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, tàu sân bay Trung Quốc phô diễn rầm rộ trên Biển Đông. Thưa quý vị, mới đây, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh đang dẫn đầu nhóm tấn công mạnh nhất của Hải quân tới Tây Thái Bình Dương trong một cuộc tập trận hải quân vô cùng lớn vào cuối năm. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản MSDF cho biết, tàu Liêu Ninh được hộ tống bởi 3 tàu khu trục mạnh nhất của nước này và 2 tàu khác. Các chuyên gia quốc phòng Trung Quốc cho biết sự tiến hành quân sự cho thấy quân đội giải phóng nhân dân sẵn sàng chiến đấu bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên khắp đất nước. Đáng chú ý, các lực lượng Nhật Bản cho biết, ngoài Liêu Ninh, nhóm Trung Quốc còn bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình lớp Anson và Nhân Hải Trai 055 vô tích. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trai 052D Thành Đô, tàu khu trục tảo trang Trai 054A và Hồ Luân Hồ, tàu hỗ trợ lớn nhất và tiên tiến nhất của nước này. Vào sáng thứ hai tuần trước, các tàu đã đi từ biển Hoa Đông qua eo biển Biaco và tiến vào Tây Thái Bình Dương. MSDF cho biết họ cũng phát hiện 4 tàu hải quân khác của Trung Quốc trong vùng biển từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12, bao gồm Hastar Chai 055, Kafeng Chai 052D, tàu trinh sát điện tử Kaiyang Sing Chai 815 và một tàu tiếp liệu tổng hợp Chai 903. Trong đó, tàu khu trục Chai 055 được coi là sức mạnh lớn thứ hai chỉ sau tàu tàng hình lớp Jungwat của Hải quân Hoa Kỳ và PLA có kế hoạch đưa vào biên chế lô đầu tiên gồm 8 chiếc. Trừ một chiếc đã được đưa vào hoạt động với chiếc mới nhất, Ansan và Wuxi tất cả đã gia nhập vào hạm đội biển Bắc của Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Bắc vào tháng 4 năm nay. Cựu huấn luyện viên PLA, ông Tống Trung Bình cho biết một số tàu ngầm công chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng có khả năng hỗ trợ nhóm tấn công tàu sân bay. Ông Tống cho biết cuộc tập trận đối với nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu khu trục chiếm ưu thế có khả năng giúp Hải quân đưa ra các tiêu chuẩn cho các nhóm tác chiến tàu sân bay khác. Điều này là do tàu Thai 052D đã chia sẻ một số công nghệ trang bị trên tàu tiên tiến nhất với tàu Thai 055. Cựu huấn luyện viên cho biết một cách tiếp cận tương tự đã được thực hiện với các hàng không mẫu hạm của nước này, Sơn Đông và Phúc Kiến. Tàu Liêu Ninh từng là nền tảng huấn luyện thử nghiệm của Hải quân. Một chiến thuật chiến đấu và cách tiếp cận được thử nghiệm trên tàu sân bay đều nhằm mục đích sử dụng trong một hệ thống tác chiến chung mà các tàu sân bay khác cũng có thể áp dụng, ông Tống nói. Yu Cheming, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn Công nghệ Khoa học và Quân sự Wanyang có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết việc đưa hai tàu tiếp tế vào đội hình đã tạo ra đội hình nhóm tấn công tàu sân bay mạnh mẽ nhất của Hải quân nước này từ trước đến nay. Ông Yu cũng gợi ý rằng nhóm Liêu Ninh sẽ tiến hành huấn luyện lâu hơn các cuộc tập trận trên biển trong năm nay và có thể sang năm tới. Ông cho biết nhóm tấn công tàu sân bay đã rời cảng quê hương bất chấp tình trạng nhiễm bệnh COVID-19 lan rộng khắp đất nước, trong khi thủy thủ đoàn đã bị cách ly nhiều tuần trước khi dịch bệnh bùng phát như một phần thủ tục thông thường của họ. Từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, Trung Quốc từng bước từ chỗ chưa kiểm soát thực thể nào đến kiểm soát các đảo phía đông của Hoàng Sa năm 1956, đến toàn bộ quần đảo này năm 1974, một phần quần đảo Trường Sa năm 1988. Và đến nay, tuy không mở rộng các điểm chiếm đóng, nhưng việc Trung Quốc mở rộng bồi đắp các đảo bãi đá đã kiểm soát với quy mô lớn, đã thay cán cân kiểm soát các đảo trên thực tế ở Biển Đông. Về yêu sách, từ chỗ chỉ yêu sách các đảo, nay đã công khai yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền và cả vùng nước nằm trong đường chín đoạn. Vấn đề hiện nay Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng kiểm soát nữa hay không? Nhìn lại lịch sử chính sách về Biển Đông của nước này thì có thể khẳng định Trung Quốc sẽ không dừng lại ở những gì đã làm mà sẽ tìm cách kiểm soát toàn bộ các đảo và vùng nước trên Biển Đông theo đường chín đoạn. Chỉ có điều mức độ và biện pháp có thay đổi tùy từng bối cảnh trong nước và quốc tế cụ thể từng thời kỳ. Do đó, về mặt nhận thức từ lãnh đạo cấp cao, các cơ quan hoạch định chính sách đến các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cùng toàn bộ chúng ta phải nhận thức đầy đủ, không mơ hồ. Mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là độc chiếm toàn bộ Biển Đông, kiểm soát tất cả các đảo và vùng nước ở đây. Vấn đề là khi nào Trung Quốc sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo, điều đó tùy thuộc vào tình hình quốc tế và trong nước.
Trung Quốc nhận thức được âm mưu ý đồ của Trung Quốc, chúng ta không có cách nào khác là làm tốt công tác chuẩn bị hoàn thiện các chính sách cũng như pháp luật để củng cố lực lượng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Trung Quốc điều chỉnh chính sách và có những hoạt động lớn khi tình hình trong nước và quốc tế thay đổi có lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, từ trước đến nay, dù Trung Quốc đã nhiều lần điều chỉnh chính sách, nhưng một điều không thay đổi là so sánh lực lượng giữa các bên tranh chấp còn lại với Trung Quốc chưa bao giờ không thay đổi. Trung Quốc tiến hành xâm hại chủ quyền các bên tranh chấp còn lại, kể cả khi quan hệ giữa hai nước rất tốt. Điển hình, Trung Quốc tiến hành kiểm soát bãi Vành Khăn năm 1995, khi quan hệ Trung Quốc-ASEAN và quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở thời kỳ rất tốt. Năm 2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế nước ta. Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không phải là xấu. Hai bên đã thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Điều đó cho thấy yếu tố để Trung Quốc cân nhắc khi điều chỉnh chính sách và có những hoạt động lớn ở Biển Đông phụ thuộc phần lớn vào quan hệ giữa Trung Quốc với các nước lớn có ảnh hưởng ở Biển Đông. Và nước lớn ảnh hưởng nhất hiện nay là Mỹ. Do đó, các cơ quan tham mưu hoạch định chính sách thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền biển đảo khi phân tích, dự báo chính sách hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông phải theo dõi chặt chẽ động thái trong quan hệ Trung-Mỹ, cảnh giác sự thỏa hiệp giữa hai nước lớn này. Phải theo dõi nắm tình hình từ các điểm nóng quốc tế cho đến những khó khăn nước Mỹ gặp phải cản trở nước này can thiệp vào vấn đề Biển Đông thì Trung Quốc có động thái mới. Chúng ta cũng cần nhận thức rõ khi quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc tốt không đồng nghĩa với thời kỳ đó Trung Quốc không có hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Để thực thi chính sách về Biển Đông, hiện nay Trung Quốc cần sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp như chấp pháp, ngoại giao, quân sự, kinh tế, giàn khoan, nghiên cứu khoa biển, tuyên truyền, cấm đánh bắt cá và sử dụng ngư dân, trong đó chú trọng đến biện pháp chấp pháp trên biển. Các biện pháp khác chỉ cần hỗ trợ biện pháp quân sự chỉ để dự bị. Do đó, để phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam, chúng ta phải xây dựng được lực lượng chấp pháp đủ mạnh, đầy đủ phương tiện để bảo vệ chủ quyền. Điểm đáng chú ý, các lực lượng chấp pháp của Trung Quốc hiện nay đều đặt dưới sự quản lý của cơ quan dân sự như Hải cảnh, Ngư binh thuộc Bộ Tài nguyên và Đất đai, Kiểm ngư thuộc Bộ Nông lâm Ngư nghiệp. Hiện nay, Trung Quốc đang tập trung xây dựng luật biển, cảnh sát biển của Việt Nam nằm trong Bộ Quốc phòng. Cho nên, khi đấu tranh với các lực lượng của Trung Quốc, chúng ta có lợi về mặt dư luận. Vì không phải là lực lượng chiến đấu hải quân, mà chỉ là lực lượng chấp pháp, chúng ta không tạo cớ để Trung Quốc khiêu khích. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta tiếp tục đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển phát triển toàn diện từ mọi mặt. Có những gam tàu hiện đại, đủ sức hoạt động dài ngày trên biển, Trung Quốc không ngần ngại sử dụng biện pháp kinh tế đối với các nước khi cần thiết và sử dụng với nhiều nước, gần đây là Hàn Quốc, liên quan đến việc Hàn Quốc và Mỹ triển khai xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, trước đó là Nhật Bản, Philippines và cả Việt Nam. Trong sự kiện giàn khoan 981 năm 2014, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo du lịch và duy trì cảnh báo này kéo dài một năm sau, ảnh hưởng rất lớn đến lượng khách du lịch nước ta. Bởi vì cảnh báo du lịch nên các công ty bảo hiểm không bán bảo hiểm cho công ty du lịch, cho nên không cần cấm các công ty du lịch Trung Quốc cũng không dám tổ chức tour đi Việt Nam. Do đó, trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kế hoạch phát triển các ngành cũng cần phải tính đến yếu tố ảnh hưởng từ các vụ va chạm trên biển. Mặt khác, Trung Quốc tăng cường kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển trong đường chín đoạn, nên có hoạt động khảo sát thăm dò dầu khí của ta trên thềm lục địa nhưng nằm trong đường chín đoạn sẽ bị Trung Quốc cản phá mạnh và là cái cớ để tiến thêm các bước xâm phạm chủ quyền nước ta nghiêm trọng hơn. Hiện nay giá dầu thô đang giảm, các hoạt động mở rộng tìm kiếm thăm dò đang dừng lại, nhưng khi giá dần tăng trở lại, các hoạt động được tăng cường, tình hình sẽ căng thẳng. Nên trước khi có phương án khảo sát, thăm dò, cần có phương án cụ thể, đồng thời cần sự phối hợp của nhiều bộ ngành hữu quan. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!